Sao Nam phản ứng trái ngược khi bị so sánh với Sơn Tùng? Du Thiên mang quá khứ huy hoàng ra khoe, Giác công nhận Tùng giỏi, muốn học hỏi từ anh. Thật ra thì anh Sơn Tùng rất là tài giỏi, là một người mà khiến cho em cảm giác thấy là mình phải học hỏi rất là nhiều. Có lẽ vì những dấu ấn đã tạo nên mà Sơn Tùng từ lâu đã được xem là một tài năng khó vượt qua ở VBIS, và bởi thế mà cứ thấy một cái tên nào nổi trội hay có bất kỳ mối liên quan gì, dân tình lại được dịp đặt lên bàn cân so sánh với giọng ca Thái Bình. Và đáng nói là khi bị so kè với Sơn Tùng, các sao nam này là có phản ứng rất khác nhau. Du Thiên. Giữa lúc trò chuyện với người hâm mộ, ca sĩ Du Thiên đã đối mặt với rất nhiều bình luận hiểm hóc, trong đó còn có ý kiến thẳng thừng chê nam ca sĩ không bằng Sơn Tùng MTP. Trước câu nhận xét đầy khiêu khích này, Du Thiên lập tức đáp trả: anh chàng mang quá khứ huy hoàng của mình vào đối chất với anti, ai cũng có một thời. Thế hồi 2012 đến 2014, Thiên đứng top trên ITV và M4ME thì sao không so sánh với Sơn Tùng lúc đó? Thực vậy, thuở ấy Du Thiên có vô số bản nhạc đình đám, gắn liền với thế hệ 9X. Tuy nhiên, việc anh chàng tự mình khẳng định đẳng cấp lại khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm. Nhiều người còn cho rằng, nam ca sĩ đang cố dùng câu nói gây sốc để có thêm tí danh tiếng. Giác. Thời điểm Giác nổi lên như một hiện tượng với loạt hit Làm Mưa Làm Gió Làng Nhạc, netizen đã lập tức đặt anh chàng và Sơn Tùng lên bàn cân. Liên tục có những bài báo bàn về chuyện Giác và Sơn Tùng ai hơn ai. Fan của hai bên cũng nhiều lần chiến với nhau để bên thần tượng, nhưng họ chưa từng có phản ứng gì. Trong một lần được hỏi về Sơn Tùng, Giác khẳng định Sơn Tùng là người tài giỏi và khiến anh cảm giác là mình cần học hỏi rất nhiều. Có thể thấy, giọng ca đom đóm dành một sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho đàn anh và không hề ghét Sơn Tùng như mọi người vẫn nghĩ. Subin Hoàng Sơn. Subin Hoàng Sơn có rất nhiều điểm chung với Sơn Tùng khi cùng xuất thân từ underground, có khả năng tự sáng tác cho đến vẻ đẹp và phong cách. Anh chàng cũng có vô số bản hit và được xem là đối thủ tranh giành vị trí hoàng tử V-pop của MTP. Trong một bài phỏng vấn, khi bị hỏi về chuyện bị so sánh với Sơn Tùng, Subin cho hay anh đã nghe điều này quá nhiều và không muốn bàn đến nữa. Có vẻ như anh chàng đã quá mệt mỏi khi bị so kè với người đồng nghiệp. Thái độ của Subin cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, khi trước giờ anh vẫn thường bị một số fan cuồng của Sơn Tùng vào trang cá nhân tấn công, cho rằng nam ca sĩ đang cố bắt chước thần tượng của mình. Mono. Mono lại là một trường hợp hoàn toàn khác hẳn với những sao nam vừa rồi. Anh chàng bị so sánh với Sơn Tùng ngay từ khi mới debut vì vốn là em trai của nam ca sĩ. Dù đã khẳng định không dựa vào cái bóng của anh trai, nhưng công chúng vẫn thường dùng Sơn Tùng ra làm tiêu chuẩn để gán vào Mono. Trước điều này, giọng ca Waiting For You tỏ ra rất thoải mái. Anh chàng cho hay, chuyện nhiều người so sánh với anh trai, mình cho đó là điều bình thường. Sao mình phải áp lực, nhiều người cứ áp đặt chuyện phải thoát ra khỏi hình ảnh của anh Tùng. Sao mà nghe nó nặng nề quá, để làm gì, mình nghĩ không cần thiết, nhưng mình sẽ luôn tìm cách để chứng minh lý tưởng và con đường riêng của mình. Cay Trần. Từ chỗ bạn bè thân thiết, Cay Trần bắt đầu về làm gà cưng cho Sơn Tùng. Và trong khoảng thời gian hoạt động dưới trướng MTP, Cay Trần liên tục bị xăm soi, so sánh với người bạn thân. Tuy nhiên, khán giả không so kè như thể Cay Trần là một đối thủ nặng ký của Sơn Tùng, mà chủ yếu phán xét xem màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ có bao nhiêu phần trăm giống với chủ tịch. Nhiều người còn gọi Cay Trần là bản sao của Sơn Tùng vì nhận thấy anh ngày càng đi theo phong cách MTP và đánh mất chất riêng. Trước câu chuyện bị so sánh, Cay Trần hòa nhã khẳng định: tôi muốn được công chúng ghi nhận bằng âm nhạc, sự cố gắng và khác biệt. Và có lẽ vì muốn tạo nên sự khác biệt đó mà Cay Trần đã quyết định rời khỏi MTP sau khoảng thời gian gắn bó để thoải mái chứng tỏ bản thân. Có thể thấy, chẳng nghệ sĩ nào muốn mình bị so sánh với một cái tên khác, dù là với một ngôi sao đình đám như Sơn Tùng. Tuy nhiên, điều công chúng chú ý hơn cả chính là cách họ đối mặt, đáp trả khi bị so kè. Bạn thấy cách xử trí của những ngôi sao vừa rồi thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!